Vâng, như các bạn vừa mới thấy, đây không phải là một bài video giới thiệu cái gì hết, mà nó chính là một cái bài thông báo cho các bạn về một cái bức hình rất gây nguy hiểm cho tất cả các điện thoại Android ngày nay, mà đặc biệt chủ yếu hiện tại bây giờ đang là Samsung và Pixel. Vậy thì trong bài viết này mình sẽ nói về một cái tấm hình tưởng chừng như vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm đối với các cái điện thoại đó. Vậy bây giờ cùng mình bắt đầu cái video này nè. Và như các bạn đang thấy ở đây thì cái tấm hình này tưởng chừng như là một tấm hình phong cảnh rất vô cùng là đơn giản, chụp bằng một cái máy Nikon D850 với một cái file dung lượng là 4.67MB. Rất là bình thường đúng không? Cái việc mà chúng ta tải cái hình ảnh về và chúng ta cài đặt làm hình nền thì nó quá quen thuộc rồi, bởi vì luôn luôn muốn có cái sự tươi mới trong điện thoại. Nhưng mà đâu ai biết được rằng cái tấm hình này nếu mà các bạn để hình góc thì nó sẽ gây crash cho những chiếc smartphone Samsung hoặc là Pixel, cũng đã dính trường hợp này cách đây một tuần. Thì để lý giải về cái vấn đề này thì nó như sau. Cái bức hình này nó không được thiết kế theo cái gam màu là sRGB, mà trong khi trong cái system UI của Samsung hay của Pixel hoặc là một số cái điện thoại Android khác thì nó lại dùng cái giải màu là như thế. Thì khi chúng ta cài cái hình nền này vào thì cái image process nó không lọc được cái tấm hình này cùng với những cái giải màu đó, mà nó gây ra cái hiện tượng crash liên tục trên cái điện thoại này. Cái hiện tượng này tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại là một trò đùa vô cùng nguy hiểm với các bạn, đặc biệt là nếu như các bạn chỉ có một chiếc điện thoại để sử dụng mà thôi. Thì bây giờ mình sẽ test thử bằng cách cài luôn cái hình góc này vào trong chiếc máy S10 Plus của mình, và sau đó hãy xem coi là mình giải quyết cái trường hợp này như thế nào. Thì các bạn hãy tiếp tục xem cái video này nhé. Như các bạn đang thấy ở đây thì mình cài cái hình ảnh góc này vào trong cái Samsung Galaxy S10 Plus của mình, thì hiện tại bây giờ máy đang có tình trạng bị crash liên tục. Thì cái crash này nãy giờ mình để điện thoại khoảng 15 phút thì nó sẽ xảy ra 3 trường hợp như sau. Thứ nhất là nó crash ở đây và các bạn không làm được gì hết, đó, hoàn toàn không làm được gì. Thứ hai là nó sẽ tự động khởi động lại máy. Và thứ ba, nếu như may mắn thì nó sẽ nhảy vào luôn cái phần recovery mode cho mình sau khi nó khởi động lại. Nhưng mà như vậy thì cũng hên xui lắm. Nên bây giờ cách tốt nhất để cho các bạn là đưa điện thoại này về chế độ về recovery mode và sau đó là mình reset toàn bộ máy thôi. Thật ra ở trên mạng vẫn có hướng dẫn một cách khác để giải quyết cái vấn đề này, đó là vào chế độ set mode rồi sau đó gỡ cái hình nền này ra là được. Tuy nhiên mình cũng đã thử vào set mode và nó không thành công cho lắm, bởi vì khi vào set mode thì điện thoại vẫn luôn luôn bị crash. Rồi, bây giờ mình đã vào được cái recovery mode. Thì cũng hướng dẫn sơ bộ là cho các bạn luôn về cái tổ hợp của recovery mode này. Đó là nếu như các bạn tắt máy được thì các bạn sẽ giữ nút nguồn, nút Bixby và volume up cho đến khi cái logo Samsung S10 hoặc S10 Plus hoặc là tùy theo tên model các bạn hiện ra. Thì như trên mạng thì họ sẽ bảo là khi mà cái đó hiện ra thì các bạn buông tay ra là được rồi, nhưng mà mình chắc ăn hơn thì mình giữ luôn cho đến khi nó vào recovery mode. Ở trong này thì các bạn sẽ thấy một số cái dòng lệnh. Thì để thoát khỏi cái cảnh crash vì bức hình đó, mình sẽ chấp nhận là mình wipe data factory reset. Sau đó bạn nhấn cái nguồn để chọn, thì nó sẽ confirm lại một lần nữa. Thì các bạn hãy chọn là thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Và trong quá trình này thì máy sẽ tự chạy cái đó. Sau khi wipe xong thì các bạn reboot system now, chọn bước ban đầu. Rồi, như các bạn đã thấy là sau khi mình chọn cái lệnh reboot xong á thì máy chúng ta đang khởi động lại. Và tất nhiên một cái điều mất mát của cái việc sử dụng cái phương pháp này đó chính là chúng ta mất toàn bộ dữ liệu của máy và hoàn toàn không có khả năng backup trước đó, bởi vì chúng ta không thể nào làm được gì với máy. Tất nhiên là nếu như các bạn thường xuyên lưu trữ trên Samsung Cloud hoặc là luôn luôn backup vào trong máy tính của mình thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà hiện tại như bây giờ máy của mình là hoàn toàn mất trắng. Nhưng mà cũng may là mình đã backup hết rồi nên cũng không có vấn đề gì quá lớn. Rồi, như các bạn đã thấy thì cái máy nó đã trở về cái trạng thái ban đầu của nó, cùng với việc mất dữ liệu và vân vân, nhưng ít ra thì nó đã thoát được khỏi cái cảnh crash đó rồi. Thì chúng ta chỉ việc setup lại cái máy như bình thường thôi là xong. Như các bạn cũng đã thấy thì mình đã phải bắt buộc reset toàn bộ chiếc Samsung Galaxy S10 Plus của mình về trạng thái ban đầu.
Vậy thì cái hướng giải quyết của nó chỉ bây giờ chỉ gom về hai bước, mà ngay kể cả bước đầu tiên cũng chỉ là một bước hên xui may mắn chứ không chắc chắn là máy nào cũng sẽ làm được. Thứ nhất là các bạn đưa trên điện thoại của các bạn về chế độ set mode, rồi sau đó nhanh chóng thay đổi cái hình nền khác, đưa máy về chế độ ban đầu thì ok, không sao hết. Hai là nếu như vào set mode mà vẫn crash một cách điên cuồng thì các bạn chỉ còn có nước là reset toàn bộ chiếc máy của bạn về máy trắng mà thôi. Thì cái bài viết này cũng đã được cảnh báo rất nhiều trên những trang như là Zenka, tạp chí công nghệ và thậm chí là cả cái trang iUniverse rất là nổi tiếng cũng đã nói về cái tấm hình này. Tuy nhiên một cái điều đặc biệt của cái tấm hình này đó chính là khi các bạn download cái hình gốc từ trên trang Twitter về thì chắc chắn các bạn sẽ crash. Nhưng iUniverse đã có một cái bài test rằng là khi up cái tấm hình này lên Weibo và được Weibo tự động chỉnh sửa gam màu thì sao? Thì cái việc xảy ra là download cái tấm hình mà của Weibo về và cài vào làm hình nền thì lại không hề xảy ra bất cứ việc gì. Như vậy một lần nữa khẳng định chắc nịch rằng chính cái tấm hình gốc ban đầu với những cái sự chỉnh sửa gam màu của các anh chàng nghệ sĩ đó đã thay đổi toàn bộ cái dải màu đó trở thành không phải là sRGB như cái điện thoại của chúng ta có thể tương thích, mà nó là một dải gam màu khác. Nhưng trên Weibo thì nó đã điều chỉnh cái bức ảnh đó trở về đúng với cái hệ sRGB mà điện thoại chúng ta có thể chấp nhận được. Một cái tin tức mà mình đọc ở trên cái trang Notify Google do Dylan Rosso, một nhà phát triển của Android, thì cũng đã phát hiện ra cái vấn đề này và cũng đã đưa ra một cái thông báo rằng là cái hiện tượng này sẽ không xảy ra với Android 11, tức là phiên bản update mới nhất, bởi vì những cái hình ảnh luôn được chuyển về cái dải màu sRGB trước khi nó được xử lý bằng bất cứ hình thức nào và sử dụng vào trong việc gì. Và đây là video của VChannel nói về cái mức độ thiệt hại mà cái bức ảnh này có thể gây ra. Và các bạn cũng phải yên tâm rằng là cái việc này nó sẽ được khắc phục trong cái thời gian sớm nhất. Tuy nhiên thì là một lời cảnh tỉnh cho các bạn là hãy cân nhắc về những cái tấm hình của mình đang đau về. Nhưng thực sự thì nói thẳng là nó cũng hơi khó để mình có thể thêm được đó. Mình sẽ để luôn cả link gốc của tấm ảnh trên Twitter do iUniverse cung cấp vào cái link ở phía dưới. Và các bạn cũng đừng dại dột thử. Các bạn hãy chỉ nên xem cái hình thôi chứ đừng thử nhé. Nếu như các bạn chỉ có một máy duy nhất là máy để các bạn sử dụng, đặc biệt là Samsung hoặc Pixel. Cảm ơn các bạn vì đã xem cái video này. Lần sau mình sẽ đưa đến cho các bạn nhiều thông tin mới nhất cũng giống như là những cái video về các sản phẩm. Đừng quên like và subscribe vào channel của bọn mình để bọn mình có thể tiếp tục làm ra những cái video đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.